Tôi rất mong muốn làm sao không chỉ riêng Vingroup, Viettel mà là mình các doanh nghiệp Việt Nam mình gắn kết được với nhau mình làm. Đấy. Đi đâu mọi người cũng nói là doanh nghiệp Trung Quốc thì nó rất là gắn với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó bảo trợ nhau, nó giúp đỡ nhau. Đặc biệt ví dụ doanh nghiệp Hồng Kông bảo là không có doanh nghiệp Hồng Kông phá sản. Vì trong trường hợp nếu như một thằng nó sắp chết thì cả làng sẽ xúm lại để mà gồng gánh cho nó, đỡ chân đỡ tay cho nó để nó không bị chết. Ví dụ như thế thì thôi thì mình chưa không cần phát triển đến mức độ như vậy, bởi vì cái đấy nó cũng hơi gọi là không chưa khả thi. Ít nhất ở mức độ nào đấy mình đoàn kết nhau được, mình hỗ trợ nhau, mình giảm được cái tôi trong mình đi. Vì cái tôi của người doanh nghiệp Việt, các đại gia Việt nó lớn. Rồi hai doanh nghiệp Việt ngồi với nhau chả thế nào chịu nào. Rồi nhà nước thì không nói gì, đây là các đại gia kiểu khác. Nhưng mà ví dụ tôi nói tư nhân ấy, mà kể cả doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, đã thấy là không mình phải làm vua cơ. Chứ là kia kiểu gì mà bé. Thứ hai nữa là làm kiểu gì thì làm nhưng mà vẫn ngồi uống rượu với nhau thì uống rượu. Nhưng mà nói chuyện với nhau mà hở ra chỗ nào ngon ngon ấy thì ông kia sẽ quay về chiến luôn. Thì làm sao mình bỏ qua được những cái đó để mình gom nhau, bởi vì nếu làm như thế thì không bao giờ mình lớn được. Mọi người chỉ nghĩ đến những ngày thịnh mà không nghĩ đến ngày suy. Không nghĩ những lúc trái gió trở trời, mình hoàn toàn có thể là khó khăn. Lúc đấy ai sẽ giúp mình? Như người ta chỉ bảo ok vì tôi đang ngon thì tôi phải là vua, còn các ông đang yếu kém quên công đi. Không ai chịu nhường ai. Không ai chấp nhận ai. Thì nếu như thế tôi cho rằng là doanh nghiệp Việt Nam hỏng, không không thể lớn được. Nên là nếu mọi người để ý là Vingroup kể cả những doanh nghiệp cạnh tranh với mình. Đấy, giống như là Tân Hoàng Minh chẳng hạn, vừa rồi chúng tôi ký hợp tác chiến lược. Mình thấy nó phí. Trong tay người ta có mấy chục cái miếng đất, mấy chục cái dự án. Người ta không làm được. Quá phí. Nếu thêm được một cái doanh nghiệp tử tế nữa, có thương hiệu nữa có phải ngon không? Mà quan trọng là khi có một cái doanh nghiệp cạnh tranh đủ tầm, nó cạnh tranh với mình ấy, mình mới khôn lớn được. Còn nếu ở nhà nhất mẹ nhì con, chả có ai để mà đọ. Không vui. Mà con không phải không vui được, không lớn được. Thực sự là mình phải có những đối thủ cạnh tranh mạnh thì mình mới 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 mới, mới phát triển được. Đấy. Sun Group chẳng hạn, đến hôm rồi tôi phải nói với anh Lam, vì anh Lam cũng là bạn tôi bảo tao mà làm cái gì mày cứ đi theo mày làm y chang, có ngày tao đập mày chết. Thế là lúc nói vui thôi. Nhưng rõ ràng bây giờ ấy thì là mày không phải là mày có hai cái gọi là vị thế. Một là bạn tao, hai là kẻ thù cạnh tranh trực tiếp của tao, bởi cái gì tao làm mày cũng làm y chang. Đấy, thì mày phải cân đối lại, bởi vì thôi cạnh tranh thoải mái, vô tư. Nhưng mà tao làm ở chỗ này, mày làm ngay bên cạnh thì chả là tao mày đánh nhau. Nên mày cạnh tranh được nhưng phải khôn ngoan. Tuy nhiên cần gì vẫn giúp. Thì tôi rất hy vọng là Vingroup, rồi Viettel, rồi các doanh nghiệp khác mình sẽ có được cái gì. Mình kết nối với nhau. Thế còn những cái gì mà làm được ấy, thì các vị yên tâm một điều là chúng tôi sẽ hết sức làm.